Saba là con thứ 6 trong một gia đình người Chăm có 7 anh chị em. Bố của Saba có mắt màu xanh và mẹ có mắt màu nâu. Các anh chị em trong nhà hoặc màu mắt giống bố hoặc màu mắt giống mẹ. Chỉ một mình Saba sở hữu mắt có cả hai màu. Sự khác biệt này đôi lúc cũng gây ra không ít phiền toái cho nữ sinh này. Nhìn em lần đầu tiên thì mấy bạn nó hơi sợ. Xong thì cũng như mắt em muốn mẹ nó chọc là mẹ buồn. Em bị cách biệt, chị bị phân biệt á. Theo gia đình Saba, sở dĩ họ sở hữu màu mắt thuần xanh, thuần nâu hay khác biệt nhất là mắt có cả hai màu xanh và nâu như Saba, có thể là do thế hệ của ông bà của họ vốn có người đã kết hôn với người Pháp. Dưới góc độ khoa học thì theo các chuyên gia, trường hợp của Saba được gọi là hội chứng loạn sắc tố móng mắt hay còn gọi là dị sắc móng mắt. Dị sắc móng mắt là do có sự dư thừa hoặc thiếu hụt melanin, chất tạo nên sắc tố. Ở Việt Nam thì trường hợp này rất hiếm, nhưng ghi nhận ở Mỹ thì có gần 200.000 người mắc hội chứng này. Dị sắc móng mắt thường gây biến đổi màu mắt dưới 3 dạng: toàn phần, từng phần và trung tâm. Saba thuộc trường hợp dị sắc móng mắt toàn phần nên hai mắt có màu hoàn toàn khác nhau. Một điều thú vị khác là nếu bị mắc hội chứng này thì mỗi người sẽ có một đôi mắt khác nhau, tức là gần như không bao giờ tìm được hai người cùng bị loạn sắc tố có màu mắt giống hệt nhau. Trong số thí sinh dự trúng tuyển vào trường Đại học Nha Trang có một nữ sinh khá đặc biệt. Cô có đôi mắt hai màu, một bên màu đen, một bên màu xanh. Đó là Thạch Thị Saba, nữ sinh người Chăm ở Bào Rút, huyện Ninh Phước, tỉnh Bình Thuận, dự trúng tuyển vào ngành tiếng Anh du lịch, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Saba cho biết cô là con thứ 6 trong gia đình 7 người con, 3 trai và 4 gái. Bố cô có đôi mắt màu xanh, mẹ mắt đen. Các anh chị em trong nhà hoặc mắt giống bố hoặc giống mẹ, chỉ có một mình cô là mắt hai màu. Nguồn gốc đôi mắt này do ông cố em là người Pháp, lấy bà cố là người Chăm. Sau khi em trúng tuyển, trường Đại học Nha Trang biết em có hoàn cảnh khó khăn nên đã cho em ở miễn phí ký túc xá trong 4 năm học và hỗ trợ em làm thêm trong trường. Tôi với gia đình thì thông thường người ta ít thấy có những cái biểu hiện bệnh lý. Các bậc học thì không khuyến cáo người ta phải điều trị gì cả. Tuy nhiên thì người ta cũng cho rằng là nên đi khám bệnh để có một cái nhìn nhận đúng. Cái dị sắc móng mắt nó có nhiều nguyên nhân, trong đó thì có nguyên nhân di truyền, nguyên nhân về do môi trường, cũng hay nguyên nhân cấp tính hay là mắc phải trong cái quá trình người ta bị chấn thương hay là bị bệnh.